Xin chào quý khách hàng, chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Ô tô Bình Thuận. Hôm nay Tiến sẽ quay một cái clip ngắn để thông báo cho quý khách hàng được biết một số cái chương trình khuyến mãi của bên Ford Bình Thuận mình áp dụng cho quý khách hàng ở trong tỉnh và ngoài tỉnh luôn. Thì mình sẽ quay cho quý khách hàng từng cái dòng xe và báo giá cho quý khách hàng được biết những cái dòng xe hiện tại ở bên mình có giá như thế nào. Thì đầu tiên là chiếc Ford EcoSport bên mình. Đây là phiên bản số tự động 2021 mới, mẫu Titanium. Thì chiếc xe này là 5 chỗ nha quý khách, 5 chỗ gầm cao. Ngoại hình cũng rất là đẹp và thể thao. Cái chiếc này hiện tại đang có giá bán trên thị trường là 646 triệu, chưa bao gồm cái chi phí lăn bánh. Thì khi mà lăn bánh xong thì nó sẽ tầm khoảng 701. Bên Ford Bình Thuận đang có chương trình ưu đãi đặc biệt giảm giá lên 40 triệu đồng. Chỉ còn là 670 triệu thôi cho quý khách hàng nào mà có nhu cầu sở hữu xe trong tháng 6 này. Hiện tại hôm nay là ngày 1 tháng 6. Thì cái chương trình này sẽ áp dụng cho đến khi nào mà cái dòng xe này nó sẽ bán hết ở Bình Thuận mình. Thì hiện tại tồn kho của mình có rất là nhiều màu: trắng, đỏ, xanh, đen và màu nâu, màu bạc. Thì rất là nhiều màu xe cho khách hàng được chọn. Và tiếp theo thì Tiến cũng giới thiệu với khách hàng, đây là dòng xe Ford Everest bản Sport nha quý khách. Phiên bản Sport màu xanh. Thì chiếc xe này đang có giá niêm yết là 1 tỷ 112 triệu đồng. Đây là chiếc xe 7 chỗ gầm cao dành cho gia đình. Chiếc xe này thì như các video trước quý khách hàng có theo dõi thì trên kênh YouTube của Tiến đã có đăng ký những cái review về cái ngoại hình của xe rồi. Thì mình sẽ đi trực tiếp vào cái giá bán hiện tại của chương trình khuyến mãi đầu tháng 6 này như sau. Everest Sport hiện tại có giá bán 1 tỷ 112 triệu đồng. Thì cái chi phí lăn bánh nó tầm khoảng 1 tỷ 250 triệu. Thì Ford Bình Thuận mình sẽ có chương trình ưu đãi giảm giá cho khách hàng lên đến 60 triệu đồng tiền mặt và tặng các gói combo phụ kiện kèm theo xe. Như vậy là lăn bánh của nó nếu mà trừ cho chương trình khuyến mãi thì nó giảm giá chỉ còn 1 tỷ 160 triệu đồng phí lăn bánh thôi. Quý khách hàng là có nhu cầu sở hữu thì hãy gọi đến Tiến 0937 3937 86 thì Tiến sẽ hỗ trợ quý khách và có ưu đãi thêm nữa chứ không phải là như đó là hết đâu quý khách. Quý khách hãy liên hệ để sở hữu ngay. Và tiếp theo, đây là dòng Ford Everest Titanium. Đây là phiên bản hai cầu như quý khách, phiên bản bi turbo. Thì quý khách hàng có thể thấy được là cái phiên bản bi turbo ở bên mang cá nó sẽ ghi chữ bi turbo như vậy, có nghĩa là sử dụng hệ thống tăng áp hai turbo kép luôn quý khách. Thì cái chiếc này là hiện tại đang có giá thành ở thị trường Bình Thuận mình là 1 tỷ 399 triệu, lăn bánh là 1 tỷ 570. Thì khi mà quý khách hàng nào xem video này gọi cho Tiến thì Tiến sẽ giảm giá trực tiếp tiền mặt lên đến hơn 80 triệu cho quý khách hàng muốn mua xe là đầu tháng 6 này. Đầu tháng 6 này quý khách, chương trình chỉ áp dụng từ đây đến khoảng vài ngày khi mà kết thúc thôi. Thì nói chung là đầu tháng nên là bên Ford Bình Thuận mình sẽ có những cái chương trình hấp dẫn dành cho quý khách hàng, ưu tiên những khách hàng đầu tiên. Nếu mà xe còn có sẵn ở đây là mình sẽ giảm giá sát, còn những chiếc xe mà chưa về kịp thì mình sẽ không giảm được nhiều cho quý khách đó. Nên là cái quý khách hàng nào mà có nhu cầu sở hữu sớm thì chúng ta liên hệ càng sớm càng tốt nha quý khách. Ngoài ra thì Tiến cũng thông báo đến quý khách hàng là bắt đầu từ tháng 6 này là bên mình sẽ không còn những cái chiếc Range Rover Wrangler phiên bản nhập khẩu nữa. Nó chỉ còn những cái chiếc lắp ráp trong nước thôi. Thì cái chương trình ưu đãi cho đến hết tháng 6 thì những chiếc quay cắt mà quý khách hàng có nhu cầu mua thì sẽ giảm giá tiền mặt rất là cao, ưu đãi rất là nhiều. Quý khách hàng chỉ cần gọi đến số điện thoại 0937 393786 gặp Tiến. Tiến sẽ tư vấn hỗ trợ thêm cho quý hàng được biết thông tin và cũng như là có thể đến tận nhà để lái thử luôn. Xin cảm ơn quý khách hàng đã xem video này. Chúc quý khách hàng có một ngày đầu tháng thật là vui vẻ, nhiều thành công và luôn đồng hành cùng kênh YouTube của Tiến Ô tô Bình Thuận. Hãy để lại thông tin của mình để Tiến có thể liên hệ dễ dàng hơn. Xin cảm ơn quý khách hàng rất là nhiều.